Bão số 9 đã làm cho hai tàu của Bình Định là BD96388TS, trên tàu có 12 lao động và thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Minh, cùng với tàu BD97469TS, trên tàu có 14 lao động và thuyền trưởng chủ tàu là ông Võ Ngọc Đô đã bị chìm trên biển, khiến cho 23 lao động mất tích, 3 lao động may mắn được cứu sống. Trước những thiệt hại của ngư dân thị xã Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định trong cơn bão số 9 vừa qua, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với đoàn công tác của Cục Kiểm ngư Việt Nam và Ngân hàng Việt Tiên Banh chi nhánh Bình Định đã đến thăm động viên chia sẻ những mất mát đau thương mà 23 gia đình có người thân bị mất tích trên biển trong cơn bão số 9 vừa qua. Đoàn đã trao 6 triệu đồng cho mỗi gia đình với mong muốn các gia đình vượt qua tổn thất trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, đoàn cũng trao 17 suất quà cho những ngư dân được lực lượng kiểm ngư cứu nạn, mỗi suất 4 triệu đồng. Nhân dịp này, quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định cũng đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi gia đình của 23 thuyền viên bị mất tích trên biển, hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình hai chủ tàu bị chìm do bão số 9.